tìm x thỏa mãn điều kiện dưới đây. Biểu thức ở vế trái thì gồm mà phép cộng của các cái ngoặc này, cho nên chúng ta có thể phá ngoặc và gom các cái x này lại với nhau thì ta có tất cả là 5 cái x. Như vậy ta có x nhân với 5 nhân 5. Rồi cộng với 1/2 cộng 1/4 cộng 1/8 cộng 1/16 rồi cộng 1/32 thì ta được 1/3/64. Đến đây thì chúng ta có một cái tổng 1/2 cộng 1/4 cộng 1/8. Đây này. Cái tổng này ấy, thì có tới hai cách để tính. Cách thứ nhất là với số ít số hạ như thế này thì các con có thể quy đồng mẫu số, tính cũng khá nhanh. Cách thứ hai là mình vận dụng cái tổng mà có đặc điểm là cứ mẫu trước nhân với 2 để được mẫu sau. Thế thì ta sẽ nhân cả cái tổng này với 2 để tạo ra một cái tổng mới tương tự với nó. Tuy nhiên thầy giới thiệu với con một cái cách thứ ba độc đáo. Đấy là chúng ta có thể làm như thế này. Nếu như ta để ý 1/3/64 chính là bằng 1 cộng với 3/64. Đấy. Và 1/2 thì bằng 1/2 của 1. Cho nên nếu ta đem trừ cả hai vế 1/2 thì 1 trừ đi 1/2 nó sẽ còn 1/2. Đấy. Thế 1/4 thì bằng 1/2 của 1/2. Cho nên nếu ta trừ cả hai vế đi 1/4 thì bên này mất 1/4 đi. 1/2 nó sẽ còn lại 1/4. Rồi tiếp theo ta lại trừ cả hai vế đi 1/8. Thì 1/8 bằng 1/2 của 1/4. Cho nên ta trừ cả hai vế đi 1/8 thì 1/4 nó còn lại 1/8 thôi. Tương tự, trừ cả hai vế đi 1/16 thì còn lại 1/16. Trừ cả hai vế đi 1/32 thì còn lại 1/32 ở bên này. Thế có nghĩa là x nhân với 5 sẽ bằng 3/64 và cộng với 1/32. Đấy, thế rất là nhanh gọn. Quy đồng mẫu số với mẫu chung bằng 64, thừa số phụ đây bằng 2. 2 x 1 là 2 cộng với 3 bằng 5/64. Đến đây thì ta tính x thôi. Chúng ta lấy 5/64 mà chia cho 5, tức là nhân với 1/5 thì ta được x bằng 1/64.